Trong số những ca sĩ trẻ lấn sân sang diễn xuất tại CBiz, Lưu Vũ Ninh là một trong nghệ sĩ đạt được nhiều thành tích nhất trong những năm gần đây. Dù mới tham gia diễn xuất không bao lâu, nhưng Lưu Vũ Ninh lại gây bất ngờ khi ngày càng có nhiều dự án kinh phí cao tìm đến. Đó đồng thời là cơ hội để anh chứng minh sự nghiêm túc của mình đối với diễn xuất, nhưng cũng mang đến cho anh nhiều khó khăn đối với một tay ngang như anh. Trong video này, hãy cùng CBiz Film tổng hợp các bộ phim của Lưu Vũ Ninh đã, đang và hứa hẹn sẽ để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng người hâm mộ và khán giả yêu thích phim Hoa ngữ nhé. Trung cực bút ký 2020. Bộ phim Trung cực bút ký từng đạt được số điểm ấn tượng là 8,2 trên Douban với hơn 284.000 lượt đánh giá và xếp vị trí thứ 6 trong danh sách các bộ phim được đánh giá cao nhất năm 2020 trên Douban. Phim đã nhận được sự quan tâm rộng khắp của giới truyền thông cùng với sự công nhận của đông đảo khán giả. Nằm trong hệ liệt tiểu thuyết nổi tiếng Đạo mộ bút ký của tác giả Tam phái Nam Thúc, Trung cực bút ký kể về những câu chuyện hấp dẫn tiếp diễn sau sự kiện Vân đỉnh Thiên cung. Ngô Tà, do Tăng Thuấn Hy đóng, ban đầu chỉ cảm thấy hứng thú với những trải nghiệm thực tế đầy ly kỳ của chú ba mình. Nhưng sau khi nhận được cuốn băng ghi hình do Trương Khởi Linh, do Tiêu Vũ Lương đóng, gửi đến, anh chợt nhận ra mình bị cuốn vào một âm mưu lớn. Vào vai Mắt Kính Đen, Lưu Vũ Ninh gây chú ý khi luôn đeo kính đen che nửa mặt. Anh là bạn tốt của Ngô Tà, nhiều lần ra tay giúp đỡ bạn bè, đối phó lại những kẻ có ý đồ hãm hại nhóm người của Ngô Tà. Trường Ca Hành 2021. Bộ phim cổ trang Trường Ca Hành có nội dung xoay quanh hành trình báo thù, xoay chuyển số phận và vì lý tưởng đại nghĩa quốc gia của nữ chính Lý Trường Ca. Cô vốn là một quận chúa sống vui vẻ, vô lo vô nghĩ nhưng một cuộc biến động đã khiến cô mất đi cha mẹ, phải chạy trốn thoát thân. Trường Ca vô tình gặp được A Thi Lạc Chuẩn đã đổi tên thành Tần Chuẩn, may mắn thoát chết. Hai người từ xung đột dần nảy sinh thiện cảm với đối phương, cùng đồng sinh cộng tử giải quyết mọi nguy cơ trước mắt. Mặc dù chỉ đảm nhận vai phụ, không có nhiều đất diễn và phải đối diễn với các diễn viên dày dặn kinh nghiệm, nhưng Lưu Vũ Ninh đã thể hiện xuất sắc nhân vật tướng lĩnh Hạo Đô, ngoài mặt máu lạnh vô tình nhưng thực chất có trái tim rất đỗi ấm áp. Hạo Đô là con nuôi của Đỗ Như Hối, bị cho là con rối chỉ biết làm theo mệnh lệnh. Trong quá trình không ngừng truy bắt Lý Trường Ca, Hạo Đô dần bị lay động trước tấm lòng yêu nước thương dân của Trường Ca, quyết định từ bỏ nhiệm vụ truy bắt. Vai diễn Hạo Đô trong Trường Ca Hành của Lưu Vũ Ninh có thể khẳng định là vai diễn tiêu biểu nhất, ghi dấu ấn sâu đậm đối với người hâm mộ trong những năm đầu tham gia đóng phim của anh. Không chỉ vậy, tuyến tình cảm chân thành giữa Hạo Đô và Lý Lạc Yên cũng như mối quan hệ cha con xúc động giữa Hạo Đô và Đỗ Như Hối từng lấy đi không ít nước mắt khán giả. Đây chính là tiền đề cho màn tái hợp đáng mong chờ của cả hai trong dự án Rèm Ngọc Châu Sa dự kiến phát hành năm 2025. Luận Ai Xứng Danh Anh Hùng 2022. Luận Ai Xứng Danh Anh Hùng chuyển thể từ tiểu thuyết võ hiệp cùng tên của tác giả Ôn Thụy An, mở ra chuyến ngao du, sông pha giang hồ của chàng trai trẻ Vương Tiểu Thạch do Tăng Thuấn Hy đóng. Chân ướt chân ráo dấn thân vào chốn giang hồ cam go, Tiểu Thạch có duyên kết bạn với Bạch Sầu Phi do Lưu Vũ Ninh đóng. Ôn Nhu do Dương Siêu Việt đóng, Tô Mộng Trầm do Trần Sở Hà đóng và những người khác. Họ lập lời thề làm bạn cả đời, cùng nhau cảm nhận, nếm trải thế nào là nghĩa khí huynh đệ, là tơ vương hồng trần. Quá trình này giúp thiếu niên Tiểu Thạch ngây ngô trở nên chững chạc, trở thành anh hùng có thể tự mình đối mặt với mọi khó khăn. Với vai diễn Bạch Sầu Phi, Lưu Vũ Ninh thành công thuyết phục nhiều khán giả khi thể hiện gần như trọn vẹn nét tính cách nhân vật cùng phong thái đậm chất võ hiệp. Nam diễn viên sinh năm 1990 mang đến một Bạch Sầu Phi phóng khoáng, ngạo mạn, khó lòng thuần phục, tâm tư cẩn thận tỉ mỉ, ra tay quyết đoán, như nét mặt luôn ôn hòa. Về sau, Bạch Sầu Phi trở nên cực đoan, ngày càng có xu hướng tàn bạo. Vì quyền lực và dục vọng, Bạch Sầu Phi giết huynh đoạt vị, nhất thời khiến võ lâm rối loạn, cuối cùng bị tiêu diệt bởi nhiều thế lực. An Lạc Truyện 2023. Trong số các bộ phim của Lưu Vũ Ninh được phát sóng trong năm 2023, An Lạc Truyện không phải là tác phẩm đáng chú ý nhưng để lại nhiều ấn tượng cho người xem nhờ tương tác tự nhiên giữa anh và nữ chính Địch Lệ Nhiệt Ba. Phim cải biên dựa trên tiểu thuyết Đế Hoàng Thư của tác giả Tinh Linh, xoay quanh hành trình lắm thăng trầm của nàng thiên kim tiểu thư mệnh khổ nhậm An Lạc Đế Tử Nguyên do Địch Lệ Nhiệt Ba đóng. Đế Tử Nguyên sinh ra trong gia tộc cùng gia tộc họ Hàn sáng lập nên nước Đại Tĩnh. Tuy nhiên, đế gia bỗng nhiên gặp họa diệt vong chỉ sau một đêm. Riêng Đế Tử Nguyên may mắn thoát chết nhờ Thái tử Hàn Diệp do Cung Tuấn đóng. Hai người từ bé đã có hôn ước, trong lòng Hàn Diệp chỉ muốn Đế Tử Nguyên là thái tử phi của mình. Nhiều năm sau gặp lại, Đế Tử Nguyên đã là cô gái xinh đẹp, đổi tên thành Nhậm An Lạc và dẫn đầu một băng thủy tặc. Cô nàng cố tình đeo bám thái tử Hàn Diệp nhưng không để lộ danh tính thật sự, nhằm điều tra sự thật năm xưa liên quan đến gia tộc của mình.
Bởi vì tính cách mạnh mẽ, sự độc nhất vô nhị của Nhậm An Lạc dần khiến thái tử Hàn Diệp rung động và hạnh phúc hơn khi nhận ra Nhậm An Lạc chính là đế tử nguyên trong lòng mình bấy lâu. Bên cạnh hai gương mặt chủ chốt Địch Lệ Nhiệt Ba và Cung Tuấn, Lưu Vũ Ninh thủ vai Lạc Minh Tây, là hình bộ thượng thư, gia thần của đế gia. Sau khi đế gia diệt môn, hắn luôn âm thầm ra sức giúp đỡ đế tử nguyên. Để lên kế hoạch cho công cuộc trả thù của đế tử nguyên, Lạc Minh Tây vào triều làm quan, cuối cùng thành công giúp đế gia được rửa oan, bảo vệ thiên hạ thái bình. Làm ánh sáng của riêng mình, 2023. Bộ phim Làm ánh sáng của riêng mình khai thác đề tài nữ giới, xoay quanh cuộc sống của ba cô gái Hà Hoan do Lưu Đào đóng, Bạch Dương do Tần Hải Lộ đóng và Triệu Viên Viên do Sài Bích Vân đóng. Ở cột mốc tuổi tác khác nhau, nhưng các cô gái đều đang phải đối mặt với vô số khó khăn trong tình yêu, sự nghiệp cùng nhiều vấn đề khác trong cuộc sống. Ấy vậy nhưng, những cô nàng mạnh mẽ vẫn không chùn bước, nỗ lực tiến về phía trước, tạo dựng sự nghiệp và tô điểm mình trở nên thật rực rỡ. Trong phim Làm ánh sáng của riêng mình, Lưu Vũ Ninh thủ vai Tưởng Tuấn Hảo. Anh làm nghề đầu bếp, là một chàng trai có EQ cao, tính cách hài hước, xem trọng tình cảm và biết tiến biết lui đúng lúc. Tuy nhiên, cuộc sống của anh không mấy thuận lợi, liên tục không may, đến cả nhà hàng của mình cũng buộc phải đóng cửa vì kinh phí bị lấy đi mất. Tưởng Tuấn Hảo chuyển sang làm streamer ẩm thực kiếm sống. Khởi đầu lắm gian nan, không có mấy người biết đến hay theo dõi nhưng anh vẫn không bỏ cuộc. Mọi cố gắng không uổng phí khi cuối cùng Tưởng Tuấn Hảo cũng trở thành một streamer ẩm thực được nhiều người yêu mến. Nhất Niệm Quan Sơn, 2023. Đánh dấu màn trở lại cổ trang của Nhất Tỷ Lưu Thi Thi, Nhất Niệm Quan Sơn thành công tạo nên cơn sốt bởi kịch bản gốc hấp dẫn, diễn xuất thuyết phục và chất lượng hình ảnh tương đối mãn nhãn. Tuy không tránh khỏi nhiều tranh cãi và cái kết quá đỗi tàn nhẫn, nhưng vẫn phải công nhận Nhất Niệm Quan Sơn đã mang đến câu chuyện về tình yêu, tình đồng đội, trách nhiệm và lòng trung thành đầy dung cảm. Khởi nguồn từ nhân vật nữ chính Nhậm Như Ý Nhậm Tân do Lưu Thi Thi đóng, Nhất Niệm Quan Sơn kể về hành trình kinh hồn bạt vía của cô nàng sát thủ bí ẩn sau khi hợp tác với tiểu đội đi sứ sang nước An do Ninh Viễn Châu do Lưu Vũ Ninh đóng dẫn đầu. Trên con đường từ nước Ngô đến nước An, tiểu đội của Nhậm Như Ý và Ninh Viễn Châu liên tục trải qua muôn trùng nguy nan. Các thành viên từ nghi ngờ muốn lấy mạng Như Ý dần tin tưởng cô tuyệt đối, cùng kề vai sát cánh, không tiếc mạng sống để đổi lấy thiên hạ thái bình. Đảm nhận vai Ninh Viễn Châu, tiền đường chủ Lục Đạo Đường, Lưu Vũ Ninh hóa thân thành một cao thủ võ nghệ cao cường. Anh không chỉ sở hữu thân thủ linh hoạt, đầu óc nhạy bén, còn là người trọng tình trọng nghĩa, đáng tin cậy và luôn quan tâm đến mọi người xung quanh. Ban đầu, nhiều người cho rằng Lưu Vũ Ninh không đủ tầm để sánh đôi cùng Tiểu Hoa 85 như Lưu Thi Thi. Thế nhưng với phần thể hiện tương đối trọn vẹn, nam diễn viên sinh năm 1990 vẫn chiếm trọn tình cảm của không ít mọt phim. Tử Xuyên, Quang Minh Tam Kiệt, 2024. Cải biên từ tiểu thuyết kỳ ảo siêu ăn khách Tử Xuyên của tác giả Lão Chư, tên thật Lý Hâm, phim cổ trang Tử Xuyên, Quang Minh Tam Kiệt đã mang đến nhiều cảnh quay ấn tượng dù chưa thật sự xuất sắc. Cốt truyện tập trung xoay quanh hành trình truyền kỳ hùng hồn của ba huynh đệ kết nghĩa Tử Xuyên Tú do Dương Húc Văn đóng, Đế Lâm do Lưu Vũ Ninh đóng và Tư Đặc Lâm do Trương Minh Ân đóng. Trong bộ phim Tử Xuyên, Lưu Vũ Ninh thủ vai kỳ tài quân sự Đế Lâm là đại ca trong Tử Xuyên Tam Kiệt. Đế Lâm có đầu óc bình tĩnh, quyết đoán đồng thời máu lạnh, lý tính, lãnh khốc vô tình. Anh và Tử Xuyên Tú, Tư Đặc Lâm có mối quan hệ huynh đệ tốt đẹp, luôn lặng lẽ hỗ trợ lẫn nhau. Mặc dù Đế Lâm lắm lúc rất đề cao công danh lợi lộc, nhưng tuyệt đối là một người tốt, trọng tình trọng nghĩa. Tử Xuyên, Quang Minh Tam Kiệt dựa vào ngôn ngữ ống kính đặc tả chân thật, tỉ mỉ cùng câu chuyện của ba huynh đệ vừa tươi mới vừa hài hước lẫn bi tráng và diễn xuất chắc tay của dàn diễn viên tài năng để thu về nhiều nhận xét tích cực. Thiên Hành Kiện, 2024. Thiên Hành Kiện là một trong những tựa phim của Lưu Vũ Ninh ra mắt năm 2024. Phim lấy mốc thời gian vào cuối thời nhà Thanh, xoay quanh những con người với thân phận khác nhau tình cờ gắn kết trên hành trình tìm kiếm báu vật ly kỳ. Không chỉ vậy, cơn thủy triều lịch sử hùng vĩ đã không ngừng thúc đẩy họ tiến bước về phía trước và củng cố lý tưởng cứu nước. Trong phim, Lưu Vũ Ninh đảm nhận vai Trác Bất Phàm, nam chính phiên 2 sau Tần Tuấn Kiệt vai Y Nhĩ Căn Giác La Mục Thanh. Trác Bất Phàm là trưởng môn phái Dung Thiên Kiếm, anh nổi danh thiên hạ đệ nhất kiếm khách nhưng lại sinh ra vào thời vũ khí súng đạn làm vua. Để chấn hưng môn phái nhỏ bé của mình, Trác Bất Phàm hợp tác với Kỳ Thân Vương, giúp ông tìm báu vật. Trên hành trình tìm kiếm báu vật, Trác Bất Phàm và Môn Tam Đao đã hóa địch thành bạn sau nhiều lần xung đột. Tạo hình của Trác Bất Phàm do Lưu Vũ Ninh thủ vai toát lên khí chất của một hiệp khách. Tương tự như các bộ phim khác, nhan sắc của anh vẫn trở thành chủ đề gây tranh cãi, nhiều khán giả phàn nàn anh trông kém sắc ở nhiều khung hình. Sau khi lên sóng, Thiên Hành Kiện nhận về phản ứng tích cực của đông đảo người xem.
Kịch bản và chất lượng hình ảnh đều được đánh giá cao, diễn xuất của Lưu Vũ Ninh mang đến nhiều cảm xúc, vừa kinh ngạc vừa thú vị. Rèn Ngọc Châu Sa 2025. Đánh dấu màn tái hợp giữa Lưu Vũ Ninh và Triệu Lộ Tư sau Trường Ca Hành, phim cổ trang Rèn Ngọc Châu Sa nhanh chóng trở thành cái tên được người hâm mộ couple sói thỏ rất đỗi mong chờ. Nội dung phim dựa trên tiểu thuyết Ngọc Côn Sơn Tiền Truyện, kể về hành trình vượt qua mọi thăng trầm, nắm bắt lấy vận mệnh trong tay của cô gái trẻ Đoan Ngọ, sau này là Tô Mạc Già, do Triệu Lộ Tư đóng. Đoan Ngọ là một trong những người lao động cực khổ trong giới lặn mò ngọc trai. Sau khi thành công thoát khỏi địa ngục trần gian, cô gia nhập vào đội thương nhân Tây Vực của Yến Tử Kinh, do Lưu Vũ Ninh đóng, cùng lúc gặp được vị quân tử khiêm tốn Trương Tấn Nhiên, do Đường Hiểu Thiên đóng. Nhờ đó, cô dần phát hiện ra bí mật thân thế của mình, vô tình vướng vào kế hoạch trả thù của Yến Tử Kinh. Sau khi trải qua nỗi đau mất đi người thân, bị người yêu phản bội rời bỏ, Đoan Ngọ đổi tên thành Tô Mạc Già đến Dương Châu tạo nên vùng trời riêng của mình. Dựa vào trí tuệ và lòng can đảm, nàng cuối cùng cũng thành công trở thành nữ thương nhân danh tiếng trong giới châu báu. Khom lưng, chờ phát sóng. Dự án cổ trang Khom lưng ngay từ khi bắt tay vào sản xuất đã nhận được rất nhiều sự quan tâm và mong chờ của đông đảo mọt phim. Sở hữu kịch bản chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên do Bồng Lai Khách sáng tác. Chuyện phim kể về cuộc sống cưới trước yêu sau đầy sóng gió giữa Tiểu Kiều do Tống Tổ Nhi đóng và Ngụy Thiệu do Lưu Vũ Ninh đóng. Những tưởng là cuộc hôn nhân chỉ có thù hận, vụ lợi nhưng ngày ngày chung sống, Tiểu Kiều dần nhận ra Ngụy Thiệu không tàn nhẫn như cô tưởng. Hai người từng chút một thấu hiểu lẫn nhau, tình cảm ngày càng sâu đậm. Sau cùng, Tiểu Kiều và Ngụy Thiệu đồng tâm hợp lực cùng nhau bảo vệ gia đình, giang sơn yên bình. Từ nội dung cho đến tạo hình của nhân vật trong Khom lưng, khán giả đều không tiếc lời ngợi khen, nóng lòng chờ đợi ngày phim lên sóng. Tiếc thay, sau khi ồn ào trốn thuế của nữ chính Tống Tổ Nhi nổ ra, Khom lưng rơi vào số phận tương tự như Mùa Hoa Rơi gặp lại chàng của Lưu Học Nghĩa và Viên Băng Nghiên. Nếu Khom lưng muốn phát sóng phải lựa chọn gương mặt khác thay thế nữ chính cũng như phải thực hiện lại rất nhiều cảnh quay. Đáng nói, hình tượng nhân vật Tiểu Kiều xinh đẹp động lòng người của mỹ nhân họ Tống đã quá ấn tượng, nếu thay thế bởi diễn viên khác ắt hẳn sẽ khó để làm hài lòng người xem. Nét đẹp cổ nhân tuyệt sắc của Tống Tổ Nhi quả thật hiếm có khó tìm khi không chỉ mềm mại, tạo cảm giác khiến người ta muốn che chở còn ẩn nhẫn sự kiên cường, quyết liệt trong đôi mắt có hồn. Thư Quyển Nhất Mộng khai máy 2024. Dự án cổ trang Thư Quyển Nhất Mộng chính thức khởi động vào tháng 4 năm 2024 với sự tham gia chính của Lưu Vũ Ninh và Lý Nhất Đồng. Phim thuộc thể loại tình cảm hài hước, khai thác đề tài xuyên không kể về nữ diễn viên tuyến 180 Tống Tiểu Ngư do Lý Nhất Đồng đóng, vô tình xuyên vào thế giới trong kịch bản, biến thành nữ chính Tống Nhất Mộng. Ở thế giới cổ đại, nữ chính Tống Nhất Mộng và nam chính Nam Hành 5 lần 7 lượt cùng nhau diễn lại những cảnh đắt giá trong kịch bản. Khi mối quan hệ giữa Nhất Mộng và Nam Hành ngày càng sâu đậm cũng là lúc chính thức mở ra hành trình đấu tranh thay đổi số phận của các nhân vật. Lưu Vũ Ninh đóng vai Nam Hành là nhân vật nam chính phản diện trong kịch bản. Nam Hành rất âm hiểm, thủ đoạn thâm độc, tâm cơ khó đoán. Sau khi lợi dụng xong giá trị của nữ chính Tống Nhất Mộng, hắn liền phủi sạch quan hệ, ngược nàng đến chết. Lưu Vũ Ninh vốn có chiều cao ấn tượng, đôi chân dài thẳng tắp như tổng tài trong truyền thuyết. Tuy nhan sắc của anh không thuộc hàng top nam thần nhưng nét mặt lạnh lùng, bá đạo rất thích hợp với các thiết lập nhân vật mạnh mẽ, tà mị. Với danh tiếng ngày càng lên cao, cùng với diễn xuất và nhan sắc đang thăng hạng từng ngày, Lưu Vũ Ninh hứa hẹn sẽ mang đến nhiều tác phẩm ấn tượng hơn trong tương lai. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp. See you!